Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Lý Việt Hai Mô của mình. Thì trong video các bạn, mình tiếp tục cập nhật cho các bạn những thông tin mới nhất từ B-Network các bạn nha. Thì vài ngày gần đây thì mình không có cập nhật cho các bạn bởi vì lý do là cũng không có thông tin gì hay, cũng như là không có thông tin quan trọng ha. Còn trong video này cũng có nhiều cái hay cho nên là các bạn cũng nên xem. Thì mình mất 1-2 ngày để tìm thông tin, còn các bạn thì chỉ mất có 30 phút thôi, tầm 30 phút trở lại để nắm được thông tin. Cho nên là các bạn hãy ủng hộ mình nha. Rồi, một thông tin đầu tiên các bạn là chúng ta thấy hai cái biểu đồ đúng không? Hai cái biểu đồ đang so sánh về cái việc mà lượt tải ở trên Google Play đối với B-Network và iNetwork các bạn nha. Thì biểu đồ đầu tiên chính là của iNetwork các bạn. Thì iNetwork á có lượt tải khoảng là 2,1 triệu lần ha. Và trung bình mỗi ngày là 17.000 lượt download ha. À, còn cái biểu đồ thứ hai chính là B-Network các bạn. Thì B-Network là có cái lượt tải trên Google Play là khoảng 73 triệu. Và mỗi ngày á trung bình là khoảng 38.000 lượt download ha. Như vậy thì dù sao hay chăng nữa thì cái thằng iNetwork này á nó cũng bằng một nửa thôi các bạn. Còn B-Network thì hơn gấp đôi đối với ai. Thì các bạn nghĩ như thế nào nghĩ, nhưng mà đối với mình thì B vẫn là số 1 các bạn nha. Và ai không thể là số 2 được đâu các bạn. Bởi vì cái app i này á, thứ nhất là đối với mình á, mình đào hiện bây giờ là khoảng 19 triệu rồi các bạn, hơn 19 triệu i rồi. Và có một điều lạ lùng á, là đối với những người mà rep rất ít các bạn mà đào rất nhanh, mình nghi là cái thằng i này á là nó tính sai đó các bạn, tức là cái cách mà nó làm cho người ta đào không có đúng các bạn. Theo mình nghĩ là như vậy, không biết là chính xác hay không, mà nó dạo này nó gần ngày nó càng lằng nhằng lắm các bạn. Nó nói là tạo ra cái bước 1 về KYC quét khuôn mặt ha, để mà loại tài khoản ảo các bạn. Nhưng mà mình thấy có loại đâu, mình thấy thì cũng vài ngày nay rồi cũng đào bình thường các bạn. À, cũng đào bình thường, có thấy có ai tụt hạng gì đâu. À, có nhiều người đưa lên là những cái tài khoản ảo bạn 40-50 ngàn rep, nhưng mà thấy cũng đào bình thường, cũng vị trí đó thôi, nên không biết như thế nào. Nói chung mà đối với app ai thì mình coi như là một cái bình thường thôi các bạn, nó không có cái gì hơn so với cái app bình thường đâu. Còn riêng với Bi là đặc biệt các bạn nha, đối với mình Bi là đặc biệt các bạn, rất là đặc biệt luôn đó. Cho nên là tùy các bạn, thì đương nhiên mình cũng vẫn giới thiệu về ai các bạn. À, nhưng mà cái sự tin tưởng á, là Bi thôi các bạn, duy nhất chỉ có Bi thôi. Còn ai hay cái gì đó chẳng qua là một cái app bình thường nữa các bạn, không có gì là quan trọng cả. Nói chung là vẫn đào thôi, đào vì giới thiệu cho mọi người có cơ hội, mình cũng có cơ hội, thì được bao nhiêu hay bao nhiêu thôi, đó là như vậy ha. Nên là chúng ta đừng có mô phỏng quá về cái ai này, đừng có FOMO quá. Cái ai này nó nhiều lắm các bạn. Cái thằng mà có 1.000 rep mà nó đào tới 28 triệu. Trong khi đó thằng 10 mấy ngàn rep mà đào thua nó các bạn. Nên cái thằng ai này nè, nó tính sai hay sao á. Nó tính cái tốc độ, tức là cái số ai đào trên giờ các bạn, nó sai hay sao đó. Mà nó dẫn đến như vậy nha. Mình nghĩ là như vậy, chắc có lẽ tính sai các bạn. Chứ không có hay ho gì mấy đâu. Nói chung lúc đầu mình cũng thích nó lắm. Nhưng mà sau này mình thấy có nhiều cái nó rất là bất tiện các bạn. Mà nó không có đúng. Cho nên là mình thấy nó không ok lắm. Còn bây giờ quét khuôn mặt cứ 12 giờ các bạn quét một lần, biểu cảm tùm lum nào, giận hờn, hạnh phúc, rồi ngạc nhiên, rồi bất chợt, rồi cái gì giận hờn tùm lum. Nói chung là nó làm cho người ta rất là phiền phức ha. Mặc dù là lọc tài khoản ảo đấy, nhưng mà thấy có thấy lọc được ai đâu. rất là mắc cười các bạn nhé. App ai nè, thôi thì kệ đi, nói chung là cũng so sánh thôi. Nói chung là đối với B-Network là một người trưởng thành các bạn, còn ai chẳng qua là một con nít, một đứa con nít chưa lớn nổi đâu các bạn ha, nên không thể so sánh như vậy được đâu. Rồi tiếp theo các bạn, đây là một cái thông tin tiếp theo là quy trình token hóa tài sản các chính phủ đang thực hiện, tiền tệ, chứng khoán, trái phiếu, nhà đất, các ngành công nghiệp, đời sống hàng ngày người dân, đem tất cả lên một sàn giao dịch chung là tài sản kỹ thuật số và chạy trên blockchain B. Đó là lý do các chính phủ ráo riết chuẩn bị cho cách mạng web 3.0. Quốc gia đi trước là đã làm đến token hóa chứng khoán rồi.
Rồi chúng ta xem cái bài viết này trên Dân Trí các bạn, trên tin tức ha, Dân Trí. Chúng ta xem, sẽ định danh số nhà để minh bạch thị trường bất động sản, tức là thốc canh hóa về bất động sản luôn. Theo Thượng tá Nguyễn Thành Vĩnh, việc định danh số nhà, số căn hộ giúp minh bạch được chủ tài sản đã có bao nhiêu bất động sản, từ đó tạo ra mạng lưới định danh bất động sản gắn với mỗi công dân. Trong thỏa thuận hợp tác giữa Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội C06 Bộ Công an với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam về triển khai đề án 06, Cục C06 đề cập tới hoạt động định danh số nhà. Theo Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, định danh số nhà là một trong hai yếu tố để minh bạch trong thị trường bất động sản. Yếu tố còn lại là triển khai sàn giao dịch bất động sản quốc gia cho phép định danh cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp tham gia giao dịch. Trao đổi với phóng viên báo Dân Trí, Thượng tá Nguyễn Thành Vĩnh, Giám đốc Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về Dân cư, cho biết định danh số nhà sẽ xác định được bất động sản, từ đó định danh chủ sở hữu bất động sản đó. Đó, cái bài đó nó cũng khá là dài các bạn ha, cho nên là các bạn có thể tìm kiếm thông tin ở trên đây nè, các bạn đọc nha. Còn mình ở đây mình đưa tin cho các bạn để các bạn biết đó, nó như vậy đấy, có nghĩa là dùng số nhà định danh bất động sản các bạn nha. Từ từ để các bạn, tất cả những cái gì nó cũng sẽ đưa hết vào trong cái thóc canh thôi. Rồi tiếp theo các bạn, đây là một cái video cho thấy về Rispay các bạn, là hệ thống thanh toán mới. Đây là bản demo về cơ bản hoạt động giống như bây giờ. Hệ thống thanh toán Rispay là một phần của WFS Network, đóng vai trò cốt lõi vận hành WFS. Giờ chúng ta xem cái video này các bạn. À, mình xin tắt nhạc nha, bởi vì có nhạc thì nó gây ra bản quyền mất công các bạn ha. Chúng ta xem hình ảnh cũng rồi. Và các bạn để ý xem nha, ông Tây này sẽ dùng, chắc là lý do là vì máy tính nó hơi nặng hay sao đấy. Đó, thanh toán à, đưa cái máy vào quét mã code ha. Đó, đưa cái hóa đơn cùng với chai rượu hay cho gì đó, Bellingham. Khá là tiện lợi các bạn. Nhưng mà chúng ta hãy chờ đợi xem cái Rispay này nó phát triển như nào nè, các bạn thấy chữ Rispay không? Đó. Rispay nè ha. Rồi cứ chờ thôi các bạn, khi nào mà thông tin nó ok thì mình sẽ đưa tin cho các bạn. Nó góp phần vào phát triển cái hệ sinh thái Bi mà, xin lỗi, phát triển cái tiền kỹ thuật số mà, mở đường cho Bi nhiều hơn. Rồi đây là một cái thông tin tiếp theo các bạn, đây là hệ thống thanh toán. Đây là thông tin chính thức, ISO 20022 đã cài đặt sẽ được kích hoạt vào ngày 19 tháng 11 năm 2023. Như vậy chúng ta hãy chờ đợi xem là ISO 20022 này vào lúc ngày 19 tháng 11 năm 2023 này sẽ kích hoạt như thế nào nhé. Đây này, các bạn muốn xem thì các bạn vô cái trang docker.saas/support.suacom.com nè. Đó, các bạn sẽ xem thông tin này. Có dưới có mũi tên chỉ nè, ngày 19 tháng 11 2023 nè. Rồi tiếp theo các bạn, đây là một thông tin của bạn Đức Nguyễn ha. Bạn này cung cấp một vài cái hình ảnh cùng với lại cơ sở dữ liệu này nè, được xây dựng bằng cách sử dụng là cơ sở dữ liệu môi trường máy chủ blockchain tool nè, Babel nè, YouTube nè, Clean nè. À, rồi chúng ta xem một số cái thông tin nè các bạn. Babel, Amazon, Stellar chỉ là số ít các nền tảng đã liên kết bên trong mạng chính thử nghiệm hệ sinh thái Bi. Mở rộng mạng lưới blockchain, phân tích dữ liệu, kết nối và tích hợp là những công việc mà BicoTeam đang làm. Tháng 11, khi Soroban hoàn thành giai đoạn thử nghiệm và kiểm soát cuối cùng để chính thức bước vào mainnet, cũng là lúc mạng Bi có những bứt phá rất lớn về kỹ thuật. Hãy theo dõi đề cập để cập nhật những thông tin nóng hổi, thời khắc chuyển mình khiến thế giới trầm trồ. Thông tin là bạn này đưa như vậy ha, và cũng cho biết một số cái đường link nè, về SDK Stellar nè, rồi Node.js nè, rồi MySQL nè, SQL gì nè. Đó các bạn xem. Rồi đây là một cái hình ảnh các bạn, thì được cho là rò rỉ hình ảnh về ví multisig các bạn, ví đa chữ ký đấy, hình ảnh của nó. Chúng ta chờ xem đây một hình ảnh về ví đó. Đây là một cái ví tuyệt vời các bạn, bởi vì sao? Bởi vì từ trước đến giờ chưa có cái ví nào như thế này.
Và cái ví này sẽ sớm được phát hành nha. Khi nào nó phát hành được thì mình sẽ cung cấp cho các bạn thông tin. Còn bây giờ chúng ta nắm như vậy. Rồi tiếp theo các bạn, đây là một cái thông tin nữa mà mình thấy nhiều bạn chia sẻ các bạn. Ở đây là 32 con số 0 các bạn ha, được chia sẻ thông qua cái trang GitHub nè. Vậy thì cái thông tin này là gì? VB sẽ sử dụng 32 zero sau dòng chạy, sau dòng dạy, bi giá và tư vấn, giao thức 20 tích hợp hoàn toàn với hệ thống lượng tử. BOTUS cho biết một bước nhảy lượng lượng sắp diễn ra tại CBRC. Những Mr. Bull TT này cũng đang phát hiện điều tương tự. 20 là những gì Red Pascal đang nói đến. Stalin, EBS, ISO 2022. Stellar là nền tảng chính của QFS. Mạng B-Stellar sẽ là một cuộc cách mạng vĩ đại để bảo vệ nhân loại khỏi việc tham gia vào hệ thống tiền tài lượng tử. Hằng số B kéo dài 50 số sẽ đại diện cho giá trị chưa từng có của B. Khủng khiếp à. Mình đón 32 số ra 50 số luôn à. Số tiền UBI dành cho nhân loại không thể tính bằng phép cộng, phép trừ, phép nhân và phép chia. Bitcoin phải đảm nhiệm một phần thanh toán trên hệ thống mạng, đồng thời cung cấp thanh khoản xuyên biên giới cho hàng hóa. Mọi dự đoán giá trị giá bi hiện tại của tổ chức hay Pioneer chỉ mang tính chất tương đối. Sau khi RV định giá lại đồng tiền và định giá lại tài sản về mốc năm 1955, chúng ta sẽ có cơ sở dự đoán giá bi chính xác hơn. Kênh phân bố cấp 4B cho bi network internet là bao nhiêu, thanh khoản hàng hóa là bao nhiêu thì chúng ta có cơ sở để định giá cụ thể. Ngoài ra, bi không phải là lending trade coin nên trên các hệ thống cũ và không bị thao túng giá, nó được định giá cụ thể dựa trên số lượng phân bổ ở trên. Vậy giá trị RCV 314.109 đô la là bình thường khi có 32 số 0 sau dấu phẩy. Có nghĩa là bài viết này cho biết rằng á, khi mà định giá là tổng tài sản của thế giới các bạn thì mới biết được giá bi bao nhiêu, kiểu như vậy đó. Cho nên là cái 314.109 đô la này coi chừng không phải nữa, mà nó còn cao gấp chục nhiều lần hơn cái này nữa. Không, nó tới 32 số 0 sau dấu phẩy là nó cao lắm các bạn. Kiểu là như vậy ha. Cho nên là chúng ta phải chờ đợi xem như thế nào. Nói chung là nhiều phim hay sắp tới nha. Nên là các bạn, nhiệm vụ bây giờ của các bạn là chính là đào bi cho nhiều vào ha. Thay vì các bạn không lấy, người khác lấy thôi à. Chứ không phải là các bạn không lấy là người ta vứt đi đâu. Được chưa? Các bạn mà không đào thì người khác đào. Bởi vì trên thế giới này còn rất rất là nhiều người mà bi cần ha. Chứ đừng có giống như anh TB tối ngày đi chống, đi phá, chỉ mất công lắm. Rồi cuối cùng là không có đồng nào hết, rồi ngồi khóc. Người khác lấy thôi. Trên cái đất này á, bạn không lấy người khác lấy, chứ không có vụ mà vứt đi. Tại vì chúng ta không phải là người nổi tiếng, chúng ta cũng không phải là người quan trọng nhất. Các bạn hiểu không? Cho nên là phải hiểu cái số phận của mình, mà phải ráng đào cho nhiều vô. Cung cấp thông tin cho nhiều cho các bạn để lan tỏa bi, để cho các bạn đào nhiều vô. Đúng không? Chứ không phải là lan tỏa bi vì lý do gì mà cực khổ như thế này. Nên là coi xem thông tin thì phải xem cho hết, để nắm được thông tin. Mà nắm được thông tin rồi thì mới biết lan tỏa bi như thế nào, gìn giữ bi như thế nào. Còn không biết gì hết thì cứ đưa vứt thôi, cứ chê, cứ bảo là chợ đen này trước sau giờ nó cũng bị diệt bây giờ đó. Cho nên là ở cái chợ đen cái gì. Còn những người mà gom bi cái dạng mà đem hàng hóa đồng thuận, ví dụ như một tô phở mà 5-6 bi, hay là một cái một cái ly cà phê 2-3 bi thì cái đó là họ đang dùng cái sản phẩm nhưng mà họ gom bi thôi. Cho nên là chúng ta không có quan tâm ở đây. Quan tâm ở đây là từ giá RCV nó lên. Không qua bài viết là chúng ta thấy giá RCV còn không ăn nhầm nữa các bạn. Ha? Không ăn nhầm luôn đấy. Nhưng mà chúng ta cũng phải chờ đợi thực tế thôi các bạn. Rồi tiếp theo chúng ta hãy qua thông tin tiếp nữa các bạn. Có một bạn cung cấp về cái VCT nữa các bạn. Thông báo VCT chính thức liên kết với chính chuỗi sinh thái bao gồm có VCT, DCEP, Bitcoin, Binetwork, Ethereum Core, Solana, Tron, Binance, Polygon chính thức liên kết chính chuỗi sinh thái. Có nghĩa là khi Open Mainnet hoặc là Open ứng dụng sẽ tích hợp và sử dụng quy đổi tất cả các đồng trên nền tảng VCT. Đúng hơn nó là 8 chuỗi cộng với nhân dân tệ kỹ thuật số ECNI. Hãy nghĩ rằng BFOI chỉ được gắn trên B, trong khi VCT sẽ liên kết tương tác thông qua chính chuỗi này. Đó, các bạn có thể đi vào cái B browser, các bạn search B brainstorm để VCT xem.
đây là mình đưa thông tin thôi chứ thực chất rồi mình cũng chưa có nắm nó là cái gì nữa, chưa kịp coi là cái gì nữa các bạn, cho nên là các bạn rảnh rảnh các bạn xem đi. Rồi tiếp theo chúng ta qua thông tin nữa, có một bạn không có một bạn tổng hợp những thông tin như thế này, chúng ta tham khảo các bạn nha. Đối với những thông tin mà tổng hợp như thế này chúng ta chỉ tham khảo thôi, bởi vì nó có thể chính xác cũng có thể không chính xác, có thể đúng cũng có thể sai. Binance đang mở rộng mạng lưới blockchain và mọi nỗ lực từng giờ để khẩn trương phát triển cùng tích hợp toàn mạng chính Soroban vào tháng 11/2023, tiến tới mở màn chính. Như vậy là cái tháng 11 là cái tháng quan trọng các bạn nha. Nói chung là nó quan trọng đó các bạn, bởi vì từ đây sắp tới nè, từ giữa tháng 10 cho đến cuối tháng 10 này sẽ có cái roadmap V1 đúng không? Rồi sau đó cuối năm sẽ ra là roadmap V2. Mà hết roadmap V2 thì sẽ đến mainnet, cho nên là nó nhanh lắm. Bây giờ là chúng ta chưa thấy được cái roadmap, cho nên chúng ta chưa thấy được cái công việc cụ thể là gì. Nhưng mà khi có rồi các bạn sẽ thấy rất là nhanh nha. Bible, Amazon, Stellar v.v. chỉ là số ít các nền tảng đã liên kết bên trong mạng chính thử nghiệm hệ sinh thái Bi. Mở rộng mạng lưới blockchain, phân tích dữ liệu, kết nối và tích hợp là những công việc mà Bico Team đang khẩn trương nỗ lực thực hiện để hoàn thành. Khi bước vào tháng 11/2023, Soroban hoàn thành giai đoạn thử nghiệm và kiểm soát cuối cùng để chính thức bước vào mainnet. Cũng là lúc mạng Bi có những bước phá rất lớn về mặt kỹ thuật để khẳng định sứ mệnh của mình. Jack Liu Bitcoin, người nổi tiếng trong thế giới crypto, đã có những trạng thái mới nhất khiến cộng đồng Binance toàn cầu phải giật mình. Chúng ta đều là những thiên tài điên rồ, sẽ có loại tiền công nghiệp và ứng dụng sát thủ, không cần thế chấp nhưng sẽ là vương miện hàng đầu trong mọi loại tiền mã hóa hiện nay. Chắc chắn đồng tiền công nghiệp khống chế không thể chấp này, xin lỗi, chắc chắn đồng tiền công nghiệp không thế chấp này còn mạnh hơn cả USDT. Người dùng có ví chứa tiền điện tử riêng được pháp luật công nhận, và đừng ai cười chế nhạo họ vì không phân biệt tiền gốc của người dùng nào. Binance đang âm thầm tiến nhanh và vững chắc tới đích đến. Mọi điều khoản được nêu trong sách trắng đã được thực hiện hóa rất bài bản, chặt chẽ và đúng theo lộ trình đã hoạch định. Đó. Rồi tiếp theo các bạn, đây là một cái thông tin nữa để giúp cho các bạn giữ cái cụm mật khẩu ví ha, được chắc chắn. Chúng ta xem nè, hai cách tuyệt vời để duy trì khả năng ghi nhớ của bạn. Một là viết tay ghi nhớ trên notepad, hai là cụm từ lưu cụm từ ghi nhớ vào ổ flash USB và mã hóa nó. Hai phương pháp trên có thể tránh được hầu hết tổn thất. Bạn đã làm một trong những điều này chưa? Đó, có nghĩa là có hai cách để các bạn lưu cụm mật khẩu các bạn. Thứ nhất là các bạn ghi ra giấy các bạn cất. Cái thứ hai là các bạn chép ra, nó như thế này nè, các bạn chép ra trên file Word cái gì đó, các bạn mã hóa đó và chép vô USB cất, được chưa? Mà phải làm hai cách các bạn nha, lỡ nó mất tờ giấy thì còn cái USB ha, lỡ mất USB còn tờ giấy, còn cả hai mất luôn thì bó tay. Đó, đây nè, đây có cụm mật khẩu của mình nè, các bạn chép lại, các bạn đăng nhập vô đi ha. Đó, cụm mật khẩu của mình á, never nè, rồi gana nè, vi nè, you nè, up nè, never nè. Đó, các bạn chép đi. Đó, ai thằng nào muốn lấy bi nè, đó thì lấy đi. Có cụm mật khẩu là 24 ký tự luôn nè, các bạn cứ chép đi. Đó, cứ chép vô thử đó đi. Bi nhiều lắm trong đó đó. Rồi, tiếp theo các bạn, đây là một thông tin của thành viên Bico Team các bạn. Là cho biết là theo thành viên, cái này là một bạn đã đăng cái này là nhận xét của một tài khoản ở trên Twitter ha. Theo thành viên Bico Team, BChat hiện là phiên bản 1 và cho biết sẽ phát triển thêm nhiều tính năng trong tương lai. Đó, như vậy là Bico Team họ chú trọng đến cái BChat đó các bạn. Còn cái bài dịch dưới đây nè, đây là bài dịch nè ha. Runskin, chúng tôi đã xem xét các chỉnh sửa DM, tức là nhắn tin trực tiếp đó các bạn, không nằm ngoài dự đoán, nhưng chúng tôi muốn tiếp tục thu thập phản hồi trước khi bổ sung những thứ tương tự. Ngoài ra còn nhiều tính năng khác cần nâng cao cho tính năng DM. Đây chắc chắn chỉ là phiên bản 1 và chúng tôi rất vui mừng được xem nó phát triển như thế nào. Như vậy là chúng ta thấy rằng là BChat là sau này là Bico Team họ sẽ phát triển nhiều hơn nữa các bạn. Rồi, đây là một cái nhà hàng thịt nướng
thanh toán bằng Bi tại Hàn Quốc các bạn. Các thương gia Hàn Quốc rất chấp nhận thanh toán bằng Bi. Phương thức thanh toán này có thể tìm thấy ở khắp mọi nơi Hàn Quốc. Hỏi ra xem sơ sơ qua chút xíu các bạn. Nói chung là Hàn Quốc thì họ phát triển về hệ sinh thái Bi rất là mạnh các bạn nha. Các bạn. Còn ở Việt Nam mà đóng 2-3 Bi này nọ thì quên đi thôi. Thì mình cũng bye bye luôn những cái dịch vụ như vậy. Bởi vì nó đắt quá các bạn. Nói chung mà đào Bi bây giờ nó khó lắm các bạn ơi. Kiếm nó khó quá cho nên là không thể nào mà để Bi nó đi vào tay của một số người các bạn một cách như vậy được. Phải cho nó phân tán ra chứ. Nó càng phân tán ra càng tốt chứ bạn. Đúng không? Bi nó phải phân tán ra thì nó mới ổn định các bạn. Ha, và nó giá nó mới tốt được và giá nó mới ổn định được. Cao hay thấp nó ổn định được mới ok. Chứ Bi mà tập trung vào một người thì nó làm gì nữa? Một vài người thì thua. Đúng không? Chúng ta cũng chỉ là những thằng ăn những cái thứ mà kém cỏi thôi, không được, cho nên là bắt buộc phải phân tán, mà phân tán phải giá cao các bạn. Ha. Chứ bây giờ nó gom Bi hết trơn rồi, một ly cà phê, một Bi thôi, một ngày nó bán 1.000 ly cà phê, 1.000 Bi rồi. Thấy không? Nó làm một tuần hết bớt luôn rồi, tháng nó bớt luôn của người ta luôn, không được. Nên là cái nào mà RCV thì chơi lên. Mà dạo này có cái vụ này các bạn, RCV cái kiểu này nè, tức là 1-2 tô đầu tiên là RCV các bạn, còn như còn lại khác các bạn. Đấy, mình thấy cái vụ này nữa. Thấy không? Ví dụ như bây giờ cái quán cà phê đó nó đồng thuận là RCV các bạn. Nó làm cho khoảng là 10 ly cà phê RCV các bạn, còn nhiêu còn lại chơi là 1-2 Bi thôi. Đó, cho nên là cái điều đó là bắt đầu á, lúc mà RCV thì nó quay lên các bạn. À, nó đăng lên. Nhưng mà lúc mà không có RCV thì nó không đăng lên các bạn, cho nên là nhiều khi á, mình xem mình tưởng là cái đó đồng thuận thật RCV các bạn mà đưa vô cũng dính. À, cho nên đây là một cái điều mà cái nó là rất là lương lẹo ha. Không tốt. RCV từ đầu. Còn không thì thôi chơi vài ly thôi không ổn đâu. Cái này thì mình có xem qua thông tin và mình nghi ngờ là như vậy. Cho nên là mình cũng không đưa thông tin luôn các bạn. Kệ, không cần biết. Nói chung chứ gì chứ nhìn cũng biết các bạn. Không thể nào mà lừa mọi người được. Rồi tiếp theo các bạn, đây là một cái video. Là những người tiên phong ở Trung Java ở Indonesia đang tổ chức một sự kiện trao đổi B2B để hỗ trợ giá trị của RCV. Thể hiện tình yêu dành cho B Network. Các bạn thấy không? Nói chung là người ta cố gắng RCV để ủng hộ mà. Bởi vì cái đó là một tình yêu các bạn. Tình yêu đối với Bi. Dành tình yêu rất là lớn ha. Đó, các bạn có thể xem qua một chút nha. Có nghĩa là đang lan tỏa về RCV các bạn nha. Rồi, cái đó là thông tin cuối cùng rồi các bạn. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video. Nếu như các bạn thấy video này thú vị, hãy cho mình một like trên video cũng như đăng ký kênh YouTube của mình. Sau đó bật cái chuông thông báo các bạn để khi nào có những thông tin mới nhất cập nhật thì mình sẽ cố gắng hết sức để cập nhật cho các bạn. Còn bạn nào mà chưa đăng ký Bi thì các bạn đi vào mô tả video đăng ký các bạn. Mã thẻ của mình vẫn là Bi Casino. Thì trong đó mình có để video hướng dẫn và để cho các bạn làm rất là dễ dàng. Các bạn làm theo là được nha. Hãy tận dụng hết sức cơ hội Bi để các bạn để chúng ta trở nên giàu có các bạn nha. Rồi cảm ơn các bạn và hẹn các bạn lại video sau.